Thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi luôn xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong công tác quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn. Mới đây, Điện lực thành phố trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã lần đầu tiên thực hiện thay máy biến áp không cắt điện thuộc trạm biến áp Quang Trung 1, thành phố Quảng Ngãi. Trạm biến áp Quang Trung 1 hiện cấp điện cho 335 khách hàng thuộc khu vực tổ 13 phường Chánh Lộ và tổ 11 phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Máy biến áp Quang Trung 1 công suất 250 kV/A do Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức sản xuất năm 2002, được lắp đặt và đưa vào vận hành năm 2003. Đến thời điểm hiện tại, máy biến áp vận hành trên 15 năm, mức độ mang tải là 88,1%, không đảm bảo vận hành. Điện lực thành phố đã tiến hành lắp máy biến áp mới công suất 400 kV/A. Sau khi lắp, mức độ mang tải của trạm biến áp Quang Trung 1 là 55%. Thời điện vô coi như lúc thay máy là lúc 5 giờ. Hiện nay là coi như là giờ là 7 giờ đã gần hoàn thiện, nhưng mà điện nhà tôi coi như là với dân khu dân cư không mất điện, còn hoàn chỉnh. Trước kia thì tôi thấy mấy anh em sửa điện á thì nhờ tôi bị cúp điện, nhưng mà bữa nay tôi thấy mấy anh em công nhân sửa điện thì nhờ tôi có điện đàng hoàng, không có cúp điện. Thực hiện chủ trương của giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Điện lực thành phố Quảng Ngãi đã tiến hành thực hiện công tác thay máy biến áp, sử dụng máy phát di động và không mất điện của khách hàng. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi tiến hành thay máy biến áp Quang Trung 1 từ 250 kVA lên 400 kVA, và công tác được thực hiện từ 5 giờ sáng, và đến giờ phút này thì chúng tôi đã thực hiện hoàn thành công tác một cách an toàn và đảm bảo cấp liên tục cho cái hộ dân, không gây gián đoạn cung cấp điện, góp phần đảm bảo cái độ chỉ tiêu, độ tin cậy cung cấp của Điện lực thành phố Quảng Ngãi nói riêng và Công ty Quảng Ngãi nói chung. Công tác này được Điện lực thành phố thực hiện ngay từ sáng sớm. Điện lực thành phố đã sử dụng máy phát điện di động 250 kV/A cấp điện cho hộ phụ tải, đảm bảo không mất điện trong thời gian thay máy biến áp. Trong thời gian đến, Điện lực thành phố Quảng Ngãi sẽ tiếp tục sử dụng phương án dùng máy phát điện di động để thực hiện công tác thay máy biến áp chống quá tải tại 4 trạm biến áp: Trương Định 2, Hai Bà Trưng 7, Hùng Vương 7, Quảng Phú 2 và các máy biến áp khác theo yêu cầu phát triển phụ tải trên khu vực thành phố Quảng Ngãi. Việc thay máy biến áp không cắt điện không những khẳng định Công ty Điện lực Quảng Ngãi luôn áp dụng các kỹ thuật mới trong việc đảm bảo cung cấp điện, mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm của ngành điện trong việc nâng cao chất lượng điện năng, phục vụ khách hàng.